Dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều ngày 4 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tháng 2, các cấp các ngành địa phương tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, hoạt động sản xuất kinh doanh được tích cực triển khai. Sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định. Nông dân thu hoạch xong cây trồng vụ đông, khẩn trương sản xuất vụ xuân. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giảm nhẹ so với tháng trước do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu diễn ra sôi động, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, giá cả ổn định. Ngành du lịch phục hồi tích cực, thu hút một lượng lớn khách tới Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ. Lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng đặt ra nhiều thách thức. Thảo luận tại các điểm cầu, các địa phương đã đề cập tới công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quản lý tài nguyên môi trường và thu ngân sách. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu các ngành địa phương cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực trọng tâm đã được thông qua. Trước mắt, đảm bảo các điều kiện cho sản xuất vụ xuân, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đặc biệt thời điểm này, toàn tỉnh phải tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Quyết tâm ta phải tiêm được mũi 2 cho trẻ em ấy là nó phải đạt được từ 96-97% trở lên. Trong ngày mai, Sở Y tế cập nhật lại cái tình hình dịch bệnh cấp độ 3, 4 rồi 1, 2 của toàn bộ các địa phương trong tỉnh. Theo cái phương án là vừa kiểm soát được nhưng mà vẫn phải mở cửa cho các cái dịch vụ phát triển bình thường. Vì 15 tháng 3 là mở cửa du lịch rồi, Sở Y tế phải tổ chức thanh tra một số cơ sở về vật tư y tế để tránh cái trường hợp là giá bất thường, giá cao hơn rất nhiều, lợi dụng vào cái việc là tình hình dịch bệnh để nâng giá. Thế rồi là gây khó khăn trong việc đấu thầu của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huy động các nguồn lực cho thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chủ động linh hoạt các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, quyết tâm phấn đấu số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm nay đạt và vượt kế hoạch đề ra.